Thông tin từ Cục Hàng hải cho biết, ngày 7 tháng 3, cục trưởng Cục Hàng hải đã có công văn gửi đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đề nghị hỗ trợ các thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công bằng tên lửa trên biển Đỏ. Theo Cục Hàng hải, ngày 7 tháng 3, cơ quan này đã nhận được văn bản của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng, HB Marine, thông tin được tóm tắt như sau tàu True Confidence số IMO 9460784 treo cờ Barbados đang trên đường từ Singapore đến Jeddah, Saudi Arabia đã bị trúng một tên lửa. Trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam. Vụ tấn công bằng tên lửa khiến 3 thuyền viên trên tàu chết và một số khác bị thương, trong đó một thuyền viên Việt Nam thiệt mạng. Do tình huống bất ngờ và nguy hiểm, các thuyền viên thoát nạn khỏi tàu không mang theo được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào duy nhất máy trưởng Phạm Văn Thành có thể liên lạc được theo số điện thoại. Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng gửi Cục Hàng hải Việt Nam, công ty này có ký hợp đồng đưa 4 thuyền viên làm việc trên tàu True Confidence. Những người này làm việc trên tàu với chức danh Đại phó, Máy trưởng, Máy 2 và Máy 3. Ngày 6 tháng 3, công ty nhận được thông báo từ đối tác về việc tàu True Confidence đang trở đường từ Singapore đến Jeddah, Saudi Arabia bị trúng tên lửa. Thông báo cho biết tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạng trái dẫn đến cháy lớn. Trong 3 thuyền viên thiệt mạng có Đại Phó Ca, 41 tuổi, ở Hải Phòng, 3 thuyền viên người Việt còn lại an toàn.